vợ chồng Việt Hương dành tặng điều đặc biệt cho Thanh Đoàn, Hà Trí Quang trước thềm đám cưới. Vợ chồng Việt Hương đã có mặt tại Phú Quốc để chúc phúc cho cặp đôi Thanh Đoàn, Hà Trí Quang. Đám cưới của cặp đôi Thanh Đoàn, Hà Trí Quang đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Phương đến thăm hai chú rể trước giờ dê. Anh viết, chị Việt Hương nhã vía cho hai chú rể. Chia sẻ với Thanh Đoàn, Hà Trí Quang, Việt Hương nói, con cái có thể lớn lên, lấy chồng lấy vợ. Cha mẹ mình rồi sẽ rời đi. Vợ chồng chính là người ăn chung, ở chung với nhau. Đêm trước ngày cưới, Hương nghĩ rằng hai em nên trò chuyện, tâm sự với nhau. Không những thế, vợ chồng Việt Hương còn nhã vía cho hai chú rể có hôn nhân lâu dài, viên mãn. Nữ nghệ sĩ tự hào, vía hai vợ chồng em là 20 năm đó nha. Việt Hương cũng khuyên các khán giả đến dự tiệc đầy tháng hay đám cưới nên ăn bánh hỷ để lấy vía may mắn. Thanh Đoàn và Hà Trí Quang rất vui khi được nghe lời căn dặn của nghệ sĩ Việt Hương. Hai chú rể đều bày tỏ rất hồi hộp trước ngày trọng đại. Tối ngày 5 tháng 11, hai chú rể Thanh Đoàn, Hà Trí Quang đã tổ chức tiệc độc thân với sự góp mặt của những người bạn thân thiết. Cả hai cho biết chặng đường yêu đương, chung sống của họ đủ dài nhưng vẫn muốn tổ chức tiệc độc thân trước thềm đám cưới. Tại đây, họ dốc bầu tâm sự những khó khăn, hạnh phúc trong suốt 10 năm bên nhau và những ước mơ cho tương lai sau sự kiện trọng đại sắp tới. Lễ cưới trên biển của Thanh Đoàn, Hà Trí Quang có sự góp mặt của hơn 60 nghệ sĩ như Kha Ly, Thanh Duy, Việt Hương, Hoài Phương, Lâm Khánh Chi, MC Thanh Bạch, Hoa hậu Khánh Vân cùng chồng sắp cưới, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Sau đó, họ tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 11 và lễ cưới truyền thống tại Đồng Tháp hôm 26 tháng 11. Bên cạnh những lời chúc mừng, Hà Trí Quang, Thanh Đoàn vướng phải bình luận trái chiều, một số ý kiến cho rằng cả hai cố tình tổ chức đám cưới nhiều lần để kiếm tiền. Thanh Đoàn đã chia sẻ chi tiết về ngày trọng đại. Anh khẳng định sẽ không nhận tiền mừng từ khách mời tại lễ cưới ở Phú Quốc, phủ nhận tin đồn tổ chức hôn lễ để kiếm lợi nhuận. Thanh Đoàn còn tiết lộ riêng chi phí trang trí cho tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt hơn 1 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi phí khác.